kiểu nó không được chính xác nên là phải chuẩn bị. Em mời anh em nhường sân khấu cho anh. Mới năm nào 2016 tất niên vui vẻ tá lả chơi mở, lại một năm nữa trôi qua tất niên 2017 các ông tổ cụ tổ bố tổ sư tổ lại không có mặt hôm nay đến muộn, lại thăng chức một bậc kiểu này tuổi ngày càng già yếu không biết có làm ăn được gì không. Đây là lời tự sự xin tôi xin được đọc là trích là tổ ngành ép cọc mới nhất chúng ta. Năm cái thành công rồi rồi chúng ta phải không? Đây có cái được giải đặc biệt. Vì sao? Vì cọc của anh nó như nào mà anh được giải đặc biệt hả anh? Cọc của anh là cọc vừa to vừa nhanh vừa khỏe. Mọi người công nhận không ạ? Vừa to vừa nhanh vừa khỏe ạ. Đó, bây giờ em cho mỗi anh nói một câu, mô tả cọc của anh như thế nào, ok? Mời anh. Cọc của anh cọc cung tổ. Cung tổ nghĩa là nó kinh khủng lắm đấy hả anh? Cung tổ em hình dung là nó hơi già. Nhiều kinh nghiệm đúng không ạ? Còn anh, cọc của anh ra sao? Cọc em thì thích nghi với mọi loại địa chất. À thế ạ? À? Dễ ạ. Cọc này thích nghi. Rồi, còn em tưởng. Cọc của anh là cọc vừa dẻo, vừa dai, vừa khỏe, vừa mạnh. Vừa dẻo, vừa dai, vừa khỏe, vừa mạnh. Mọi người ở dưới hỏi có to không? Dĩ nhiên là to rồi. To là nhiều người thích rồi đúng không ạ? Còn anh thì sao? Cọc của em thì có thể là đóng mũi lên trên xuống dưới đều được cả. Đóng cả trên ở dưới ạ. Thế còn anh thì sao? Đơn giản là cái cố mềm được không anh? À, cương như đúng lúc rồi. Rất cứng nha, mọi người cổ vũ cho tốt đang cọc ở trên này đấy ạ. Và để trao thưởng cho năm anh em mà cọc có nhiều đặc điểm đặc trưng như vậy, tôi nghĩ là phải chọn nữ lên trao giải, đúng không ạ? Và lúc này thì xin phép được mời chị Tạ Vũ Lương, giám đốc tài chính hôm nay mặc áo dài đỏ rất đẹp, lên trao giải thưởng cho top 5 anh em xuất sắc quản lý và thi công nhiều cọc nhất trong năm 2016. Xin mời chị Lương. Xin mời ạ. Bây giờ em công bố luôn giải thưởng. Anh Hải Anh đang nhận được phần thưởng 30 triệu đồng. Xin chúc mừng anh Hải Anh. Đó, nhận luôn bằng tượng trưng giải thưởng. Tiếp theo là anh Khúc Văn Ngân, đúng không ạ? Người nhận thay cho anh Ngân. Và anh Ngân sẽ nhận được giải thưởng là 40 triệu đồng. Wow, rồi. Mặc dù nhận thay nhưng em thấy anh rất mừng, tưng bừng phấn khởi. Tiếp theo là anh Quý Dung đâu ạ? Anh Quý Dung sẽ nhận được phần thưởng 45 triệu đồng. Vâng, xin chúc mừng anh. Tiếp theo là anh Hữu Hoàn. Anh Hữu Hoàn nhận được phần thưởng là 50 triệu đồng. Chúc mừng anh. Vâng. Xin chúc mừng anh. Và anh tưởng ban nãy anh bảo là anh đặc biệt đúng không? Em mời anh bước lên từ trước luôn đi ạ. Vì cậu to, khỏe mạnh, dẻo và dai, anh nhận được phần thưởng 60 triệu đồng.
anh em này, mình phải xóa tăng cái Hà Nội thôi. Mình phải là một người phải sành điệu, phải biết ăn biết chơi ở thủ đô nhé. Có chị em và các cháu không? Mình có cái phim thôi không sợ tốn tiền đâu. Có chị em và các cháu không? Đi hết.